soi kèo Leicester Man City có bao nhiêu chiến bấy nhiêu. Có thể chưa phải là màn trình diễn đỉnh cao khi vắng nhiều tên tuổi lớn, nhưng đấu giành cúp thì vẫn quyết liệt như thường. 23 giờ 15 phút ngày 7 tháng 8, sân Wembley, FA có Muni tỷ ẻn, Leicester City Manchester City. Lực lượng Leicester City, tỷ một Castan, James Justin, Johnny Hevan, Wesley Fofana chấn thương. Manchester City, Phil Phổ đèn chấn thương phong độ và đối đầu. Leicester đã 4 trận giao hữu với kết quả thắng 1, hòa 1, thua 2. Manchester City thắng 3 trận giao hữu, ghi đến 10 bàn. Man City thắng 4, Leicester thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần đây tại tờ Giờ Mi ở Nhà vô địch FA Cup, Leicester City và đường kim vô địch tờ Giờ Mi ở Manchester City sẽ lại mang đến không khí sôi động cho sân Wembley vào đêm nay với trận tranh FA tha của Muni tỷ sĩ ẹn đầu mùa giải 2021-2022 tại Anh. Mùa giải trước, Leicester lần đầu tiên trong lịch sử sau khi thắng Chelsea 1-0 ở trận chung kết, cũng tại Wembley. Nhưng niềm vui của thầy trò huấn luyện viên bờ gen không trọn vẹn khi tại tờ giờ mi ở việc để thua Tottenham ở vòng đấu cuối cùng khiến The Phổ sẽ bị đẩy khỏi top 4. Chỉ đứng thứ 5 nên Leicester sẽ tiếp tục thi đấu tại Europa League. Dù biết Trang Ti hấp dẫn và mang lại nguồn lợi tài chính tốt hơn nhưng Europa League phù hợp với thực lực, đảm bảo cho họ khả năng tiến sâu hơn. Nhân sự của Leicester tính đến lúc này không có quá nhiều xáo trộn tính đến thời điểm này, với 3 người chia tay, trong đó có đội trưởng s mọt gang giải nghệ, và 3 người mới đến tiêu tốn của đội 50 triệu euro, tiền đạo Hạt Sởn đã Cạ, tiền vệ phòng ngự bổ bạ cả dĩ U Mạ Giờ và hậu vệ trái Giờ Ẩn Bờ Chèn. Cùng với đó, các trận giao hữu trước mùa giải không thực sự tốt, với một tháng, một hòa, hai thua. Có thể sẽ còn những biến động nữa về nhân sự, nhưng Rót sẽ không có gì mới cho trận đấu ở Hamburg đêm nay. Trong khi đó, Man City lật đổ Liverpool để lên ngôi tại giải ngoại hạng Anh mùa giải trước, về đích với 12 điểm nhiều hơn đội đứng thứ nhì là Manchester United. Huấn luyện viên Pep Guardiola dĩ nhiên muốn sự vượt trội đó tiếp tục được thể hiện khi Man City tiếp tục đầu tư vào những ngôi sao. Jacques Gilles đã tới và có thể tiếp theo là Hazard. Nhưng ngay cả khi chưa cần họ, chưa cần hàng loạt trụ cột trở lại, The City dần vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội ở các trận giao hữu vừa qua thắng cả 3 trận, với tổng cộng 10 bàn thắng. Tất nhiên, Leicester sẽ mạnh hơn so với những tờ dệt tờ Noel, lý hay bờ lệch tủn nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá cao cơ hội của Man City. Giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới của Leicester không chỉ bất lợi về kết quả mà còn tổn thất nhân sự, với hệ xử phỏ nạ mới bị gây chân ở trận gặp Villarreal. Danh sách chấn thương còn có Timothy Castan, James rất tin, gió nỉ van. Vì thế, Huyu Phật đi đi sẽ đá cặp trung vệ với cả là sói u nù, dì cắt đổ tợ dày dạ và bờ chèn đảm nhiệm hai cánh. Kệ lệ chia hí nả chỗ đá tiền đạo cùng ra mi vắt đi, còn sáu ủ mạ dì chấn giữ tuyến giữa cùng dù dì sẽ lệ ản. Với Man City, việc cả Euro 2020 và Copa America 2021 diễn ra trong mùa hè này, quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới. Trận đêm nay là quá sớm với rất nhiều cầu thủ trụ cột của Guardiola. Ederson, John Torres, Kevin De Bruyne, Jack Gaber Gabriel vẫn chưa sẵn sàng, nhưng F đã có rào cản Celo, Ruben Diak, Fernandinho, ưu Cầy gần đầu gẳng, Griezmann và Bernardo Silva. Theo tin mới nhất, Götze có thể có mặt trên ghế dự bị. Chưa phải đội hình mạnh nhất nên cũng không chắc Man City sẽ giải quyết trận đấu dễ dàng, nhưng cơ hội dành cho họ cao hơn dự đoán 12 đội hình dự kiến